xuống giá một chút nha. Chứ bên nào cũng cao giá là ế à. Cái gì vậy? Anh xin ra. Coi đi coi được không? Kệ coi đi thử coi được không? Coi đi nè. Còn được không? Mẫu người nó vậy nè. Xin ra coi. Nhìn mặt anh hoài chán muốn chết. Một tà áo dài thước tha. Mời em, mời em. Em rất là ấn tượng với chị ở cái nhìn ban đầu. Cảm ơn em rất là nhiều, mời em ngồi. Em tên gì? Em tên là Mai. Hiện tại là 21 tuổi. Em làm sale cho một công ty du lịch. Làm sale cho công ty du lịch. 21 tuổi. Dạ. Xin mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Chào anh, chào anh. Wow. Bạn đang làm nghề gì vậy? À, thú thiệt là em đang làm chung ngành với lại bạn kế bên. Nãy bạn nghe rồi. Dạ vâng ạ. Bạn làm du lịch luôn? Dạ em làm hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch. Dạ. Trời ơi, sao phù hợp quá vậy? Phù hợp quá. Dạ em tên là Nguyễn Trung Nam, năm nay 23 tuổi. 23 lớn hơn bạn kia 2 tuổi. Dạ. Làm chung nghề và bánh trai gọi là bánh thỏng á. Bánh thỏng. À, Mai nè, dạ. Em bắt đầu làm cái công việc du lịch này được bao lâu rồi? À, dạ, thường em mới bắt đầu được 6 tháng thôi chị. Tại vì em mới tốt nghiệp. Chị nghĩ Mai đi nhiều nơi, tiếp xúc làm việc nhiều như vậy thì Mai phải có nhiều mối quan hệ chứ. Tại sao lại một mình, tại sao vẫn cô đơn chiếc bóng? À, dạ, cái đó cũng là lý do em gặp gỡ nhiều người quá. Có lẽ là làm cho em chốn mà ngợp quá nên là bị bỏ quà phải không? Ngày nào cũng gặp gì hết thì bỏ quà rồi. Dạ đúng, đúng rồi. Bạn trai, tôi thấy rằng bạn hình như là mặc đồ có vẻ nghiêng về hoài cổ nhiều quá. Thứ thật là với anh Quỳnh Linh là em thích những cái gì thuộc về ngày hôm qua. Em yêu những công trình kiến trúc của Pháp. Và đặc biệt là cái nhịp sống của Sài Gòn xưa. Rất là chậm và rất là lặng. Hình như thấy bạn có một cái America. Vâng, đây là một, có thể gọi là đây một người bạn của em. À, nếu được thì chắc là sẽ gửi tặng các bạn một bài được không ạ? Biết thổi kèn. Thế thì em có sở trường gì không hay sở thích gì không, em giới thiệu đi. Dạ, sở thích của em là cũng là thích hát. Hát. Em hãy hát một đoạn nào đó, một bài hát, một khúc hát nào đó mà em thích nhất gửi tặng bạn nam cũng như là tất cả chương trình. À, dạ được ạ. Rồi, vỗ tay. Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đi. Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành xung nhà tranh, ngắm thêm mấy sông vượt mấy đồi, dầu trời lên đỉnh cao mây núi cũng lặn lội về thăm. Anh nghe tiếng hát, giọng hát bên đây như thế nào anh Linh? Anh nhận xét thật đi. Ngọt ngào, đôi khi nó thấy hụt hơi chút xíu. Hụt hơi là vì người ta rung. Mình đang nói về cảm xúc. Mình đang nói về cái âm điệu rất là nhẹ nhàng. Thế tôi bây giờ cho em tò mò, em hỏi bạn nam bên kia là cái mẫu người lý tưởng của bạn nam bên kia là như thế nào, để xem bên đây người ta có đáp ứng được không nè. Thú thật là mẫu người lý tưởng của em lại là một mẫu người khá truyền thống. Khá truyền thống, bên đây là quá truyền thống. Nhưng mà cũng hơi bất ngờ là bởi vì em nghe cái bạn đang ngồi bên kia mặc áo dài, bởi vì với em chiếc áo dài là chiếc áo đẹp nhất mà người con gái đó mà. Tôi thật sự là tôi không tin bạn. Hả? Bởi vì một người đẹp trai thế này, dễ thương thế này, cũng tài năng thế này, tại sao bạn lại không có bạn gái? Tôi không tin điều đó. À, thú thiệt với anh là đã từng có bạn gái thì đúng. Khi mà em nói với họ là mình làm hướng dẫn, thế là các bạn bỏ đi một nước. Các bạn cứ sợ là hướng dẫn đi đây đi đó, thế nào cũng đông đưa. Nhưng mà thực sự là riêng bọn em có thể nói là không biết bạn bên đây có đồng ý hay không, là hướng dẫn bọn này cũng rất là chung tình đúng không ạ? À, Mai ơi, thế thì em có đồng ý với cái lời giải thích của bạn trai bên kia hay không?
Em nghĩ thì ngành nào cũng vậy, tùy mỗi theo mỗi người thôi, chứ không thể nào qua đủ cả nắm hết. Riêng em thì mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, đầu tiên là em thích người bạn của em lạnh lùng. Hả? À, thường thì làm nhiều hơn là nói. Em không thích người ta nói con trai mà nói nhiều, em không thích. Bên đây nói hơi nhiều nha, hướng dẫn viên du lịch là nói hơi nhiều đấy. Ờ, kỳ vậy chết rồi. Nói nhưng mà nói đúng lúc đúng chỗ thôi, đừng có nói nhiều quá. Đúng rồi, cái đó người ta nói hái ra tiền đó em. Ở đây nói nhiều chỗ, chỗ nào có khách đều nói hết. Bạn trai à, người ta thường nói rằng là thường trong nghề khó yêu nhau lắm. Bạn nghĩ như thế nào câu nói này? À, người trong nghề thì hiểu về cái tính chất công việc của nhau và có thể thông cảm cho nhau. Nhưng nếu hai người cứ bạn cũng về hướng dẫn viên du lịch, ví dụ như bạn gái của bạn cũng hướng dẫn viên du lịch, hai người về có con xong rồi hai người đi hướng dẫn viên du lịch hết, vậy thì con ai sẽ hướng dẫn? Chắc là sẽ là một mà trong hai người đi, còn một người ở lại. Bạn nghĩ bạn gái bạn đi hay là bạn đi? Người xưa có nói là người đàn ông thì xây nhà, người đàn bà xây tổ ấm. Do vậy là chắc là người đàn ông sẽ đi. À, Mai nè, bên đó bắt bạn là phải ở nhà để lo cho đàn con thơ ngây thì bạn nghĩ sao? Em không đồng ý ở nhà. Không đồng ý? Dạ. Rồi. Em đồng ý là em có thể ở nhà đó là nghĩa vụ và trách nhiệm, nhưng mà người bạn của em cũng phải hiểu được là em phải được đi ra ngoài. Em vẫn khao khát được làm việc. Bán được làm việc. À, em không thích mẫu người như thế nào? Em không thích mẫu người đàn ông. Đầu tiên là em nói rồi đó, là nói nhiều. Rồi tính gia trưởng, phải bắt theo ý của họ. Đã bắt ở nhà là người ta không có ở nhà đâu đó. Dạ. Không rồi đó, hiểu rồi đó. Sao? Còn mẫu người của em thế nào? À, vừa có thể lo được việc ở chỗ làm, nhưng mà vừa có thể phụ với em. Tức là em sẽ phụ với lại người bạn của em để lo chuyện nhà được. Đồng ý cho em đi làm rồi đó. Bên kia đã nhượng bộ, còn bên này thì chúng ta tính sao? Trước khi tính sao thì để chị nhìn cái đã. Xuống giá một chút nha. Chứ bên nào cũng cao giá là ế à. Cái gì vậy? Anh xin ra. Coi đi coi được không? Kệ coi đi thử coi được không? Coi đi nè. Không được không? Mẫu người nó vậy nè. Xin ra coi. Nhìn mặt anh hoài chán muốn chết. Anh chào chị. Chị chào em. Trời ơi, sao mắt chị đắm đuối vậy? Chị đắm đuối thay cho bạn ấy. Chị không ngờ, nãy giờ chị không ngờ. Chị rất là bất ngờ, chị rất là ấn tượng với bạn gái của chị bên đây rồi. Nhưng mà chị nhìn thấy em rồi, chị còn thấy em mong manh hơn nữa. Mong manh như lá cỏ. Chào em. Trời ơi, chị bất ngờ quá, chị bất ngờ quá em. Lần đầu tiên chị coi xong mà chị xin giữ bí mật. Coi gì? Em tự nhìn. Dạ, coi mặt bạn trai, giùm. Bây giờ anh sẽ xem giùm em là anh hướng dẫn viên du lịch cho em. Dạ, ok anh. Gì em giật mình, em thấy mặt anh Quyền lên mà em giật mình. Bạn kia thích hoài cổ. Ở đây không có cổ. Áo dài không cổ. Nhưng mà cũng hơi hiện đại. Cũng dễ thương, cao 1m9. Để chơi vậy thôi. Chứ tôi thấy rất dễ thương bạn. Thí dụ như bạn thích hoài cổ nhưng người kia quá hiện đại thì sao? Em nghĩ là khó có thể hòa hợp được. Khó thể hòa hợp đúng không? Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta thử gặp nhau chúng ta sẽ biết điều đó. Xem có hòa hợp hay không. Nào. Mời em. Kéo màn lên. Xin mời. Các bạn có 2 phút, xin mời. Chào anh. À, chào bạn. Dạ. À, bạn có hay đi tour không? Dạ có. Từ rảnh đang hay làm gì? Ngủ. À. Dạ. Chắc là bạn ngủ nhiều lắm ha. Dạ đúng rồi. Nhìn anh cũng hoài cổ thiệt. Bữa nay mà em mặc cái giày trắng thì chắc hợp với anh hơn. Nếu mà cầm thêm bông sen thì quá hợp. À đúng rồi. Bông súng được không? Dạ bông súng nấu canh chua chị. Trời ơi, đốt chát với tôi quá, du lịch mà lanh quá. À, quê anh Trần Minh hả? À, quê anh miền Tây à? À, dạ, quê anh miền Trung. Quê anh tỉnh nào? À, Bình Thuận. Có thích Thanh Long không? À, dạ có. Được á. Dạ. Sao ạ? Không. Là anh thích Thanh Long. Anh thích Thanh Long. Thì gặp nhau nói chuyện khác, nói chuyện Thanh Long. Hết giờ. Gì nhanh làm giật vậy? Mình. Gì nhanh vậy? Bây giờ mình nhấn chuông hẹn hò rồi, mình muốn nói gì mình nói. Bây giờ
theo quy định của chương trình, các bạn hãy đặt tay ra phía sau ghế có một cái nút màu đỏ. Trong vòng 3 giây, nếu như các bạn đồng ý muốn hẹn hò với nhau thì các bạn sẽ nhấn nút. Còn nếu các bạn không muốn hẹn hò với nhau thì các bạn không cần nhấn nút. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào vị trí đi ạ. 3 2 1 bắt đầu nhấn. Chúc mừng hai bạn. Tôi nghĩ rằng hai bạn cũng chờ đợi cái giờ phút bấm lâu lắm rồi. Thật ra chưa kịp đếm hết các bạn bấm trước rồi. Bây giờ bạn còn thích hoài cổ nữa không? Chắc là phải thay đổi chút. Bạn cảm nhận thế nào mà bạn nhấn nút với người bạn gái? Bởi vì em nghĩ là một người đã tự tin khoác lên mình một cái áo dài, một chiếc áo dài đặc biệt là của người Việt Nam, thì người đó phải là người Việt Nam. Chắc tôi không mặc áo dài, chắc tôi không phải người Việt Nam quá à. Cái áo dài ấn tượng đối với bạn. Dạ. Còn tôi hỏi ý bạn là đối bạn gái của bạn kìa. Dạ chắc là cùng ngày có thể hợp tác được. Còn em sao lại em lại nhấn nút chọn bạn trai kế bên? Em thấy hay hay. Hay hay? Hay chỗ nào? Thì anh đã đàn em hát được. Anh đã thổi kèn em hát được. À, chúng ta có thể kết hợp nhau ra đường. Chúc mừng các bạn. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày rất đẹp của các bạn. Những tấm vé xem phim sẽ giúp các bạn đến gần nhau hơn, sẽ hôn đúc thêm cho bạn tình cảm mặn nồng hơn. Và hy vọng rằng những điều tốt đẹp đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Dạ vâng, em cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Quyền Linh, anh Quyền Linh, anh Quyền Linh và chị Cát Tường như em cũng hồi hộp. Không biết bạn bên này có hồi hộp như em, riêng em rất là hồi hộp. Mọi người cảm ơn mọi người ạ. Hai bạn có thể nắm tay nhau và đi xem phim. Dạ không, bắt tay thôi, không có nắm tay. Sao vậy? Má là. Má là đúng. Má là. Chào em. Chào anh. Bây giờ bắt tay hồi vô rạp phim, nắm tay mời hai bạn. Rồi mời hai bạn bắt tay nhau xuống dưới. Chúc mừng các bạn. Em đi làm. Bạn làm nghề gì? Dạ em làm bên tài chính. Tài chính? Dạ. Nghĩa là ba lô rất là nhiều tiền. Không nhiều tiền đâu, ba lô chứa là đem laptop và một số tài liệu. Bạn tên gì là gì? Dạ em tên là Trần Tú Sơn. Bao nhiêu tuổi? 28. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra. Em đi thẳng lên, em đi ngang lên, hướng ngực ra, tấn công phòng thủ. Chào em tên gì? Em tên là Mến, sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp kinh tế hả em? Dạ. Nhìn em là chị thấy rất là dễ mến. Mến chắc có nhiều bạn trai lắm ha? Dạ chưa có. Chưa có. Đến với chương trình ngày hôm nay, Mến trông mong vào điều gì? Điều quan trọng nhất là em có thể tìm được một người bạn trai hợp ý với mình. Dạ, đó là điều quan trọng nhất. Em đến với chương trình dạ. Hôm nay. Bạn nghe bạn gái kia nói chuyện dễ thương chưa? Dễ thương à. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Dạ. Chung với bạn hình như làm ăn được đó nha. Kinh tế tài chính ha. Sở thích của bạn là gì? Dạ em là em thường hay thích là đi leo núi. Leo núi? Dạ. Và em thích đi chạy bộ. Chạy bộ tập sức khỏe. Và không thích điều gì? Em không thích là... Em không thích giặt đồ. Không thích giặt đồ? Ủa sao kỳ vậy, ai giặt đồ cho bạn? Thì không ai giặt đồ nên em phải giặt đồ. Thì là ở dơ hả? Mặt ngoài không giặt hả? Hay sao? Không phải ở dơ nhưng mà nhiều lúc là cũng hơi lười. Mặc gần hết đồ rồi em mới giặt. Trời ơi, vậy giặt đồ nó thâm kim lên luôn. Mến nè, ở dạ. Bên kia thì thích thể thao, thích leo núi. Nhưng mà thật sự chị nhìn cái phọt của em, chị nghĩ em có leo núi nổi không? Dạ không, em không có thích chơi thể thao chị. Không thích chơi thể thao, dạ. Chứ em thích chơi cái gì? Em thích đi du lịch cùng bạn bè, cùng người thân. Đi hát, karaoke nữa. Bạn trai bên kia đó, bên đây người ta hát hay lắm đó, bên đó biết hát không? Những cái tâm hồn nghệ sĩ mới đồng điệu với nhau được nha. Mà biết hát không bạn? Em thích nghe người ta hát. Thích nghe vậy được rồi. Được rồi, một bên thích nghe, một bên thích hát. Bây giờ nè, chị nhìn thấy Mến rất là dễ thương, rất là duyên dáng, khả ái, nói chuyện cũng rất là từ tốn, điềm đạm. Mà tại sao em chưa có thể tự tìm được cho mình một người bạn trai? Đó cũng là điều em thắc mắc lắm ạ. Sao đến bây giờ em vẫn chưa có? Cũng có thể là do môi trường nữa. Tại vì em học trường kinh tế thì cũng nhiều con gái. Rồi em đi làm kế toán thì công ty cũng ít bạn trai nữa. Ít nhưng mà, đồng nghiệp nam. Nhưng mà từ trước tới giờ, trong quá trình từ trước tới giờ là em đã có bạn trai lần nào chưa? Dạ nếu mà tình yêu cả hai phía thì chắc là chưa.
hồi năm lớp 11 thì em có thích thầy giáo chủ nhiệm em. Trời. Tại sao em thích thầy chủ nhiệm em? Tại sao không thích các bạn cùng trang lứa mà lại thích thầy của mình? Có phải là do em thần tượng bạn thầy của em một điểm gì đó mà em thích thầy của em? Tại em cũng thích người lớn tuổi hơn em ạ. Và mà em thích thầy vì thầy dạy rất là giỏi này, tính tình rất đẹp trai nữa, mà tính tình thì đẹp trai nữa. Nhưng mà cũng lạnh lùng. Đó là tình yêu hay là sự ngưỡng mộ? Có thể là do thần tượng quá mà. Nhưng mà có đến năm lớp 12, đầu năm lớp 12 á, là thầy em có chuyển trường, mà lúc ý là lần cuối mà em gặp thầy, từ lúc đó đến giờ em không gặp nữa, mà lúc ý em cảm thấy rất là buồn. Không có cái cảm xúc nào diễn tả nổi á chị, nên em nghĩ anh biết lý do tại sao thầy chuyển trường rồi. Mỗi người lý tưởng của bạn như thế nào? Tại sao đến giờ bạn vẫn chưa có người yêu? Em thích những cô gái là tính là cũng có trầm tính, cũng đừng có hơi thiên về truyền thống một chút. Nếu đừng có đi theo thời đại quá em lại không thích. Còn về việc tại sao em có người yêu thì chắc là thời gian tình chưa tìm tới em quá. Trong cái lĩnh vực của bạn cũng rất nhiều bạn gái mà. Không lẽ chưa tìm được, 28 tuổi rồi? Dạ thực ra em cũng đã gặp một số người, nhưng mà sau một lần không hợp, em cảm thấy không hợp là bắt đầu không thể tới gần nhau được nữa. Có ngưỡng mộ ai bao giờ chưa? Ngưỡng mộ nghệ sĩ Nhí là Phương Mỹ Chi. Ngưỡng mộ Phương Mỹ Chi. Và bây giờ gặp anh em lại ngưỡng mộ anh. Trời ơi, ngưỡng mộ thôi nha. Ngưỡng mộ quá vậy. Ngưỡng mộ. Thôi chị thò mặt hỏi em gặp chị em ngưỡng mộ chị luôn à. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mến nè, thì sau cái lần mà chia tay, lần cuối cùng em gặp người thầy của em, đến bây giờ là chưa bao giờ gặp lại. Dạ. Bây giờ có lúc nào em nghĩ về người thầy đó nữa không? Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ. Thỉnh thoảng có mơ thấy thầy rồi em nghĩ mơ thấy thầy. Thôi mình nói đến thần tượng đó, nó hơi xa vời với mình quá đúng không? Mẫu người đàn ông mà em thích, em tìm kiếm, và khi mà em đến với chương trình này em mong có được là cái mẫu người đàn ông đó như thế nào? Không có gầy quá, hơi mập mập một xíu thôi, không có mập quá. Không có bụng phệ. Không có bụng phệ, bên đó có cái bụng phệ không? Có, bụng tôi. Rồi không có nhuộm tóc ạ. Không có nhuộm tóc. Bên đây không có nhuộm luôn. Hay là không có tóc. Thôi còn gì nữa không em? Về tính cách á, thì là một người chu đáo á. Rồi biết quan tâm đến em và gia đình em nữa. Rồi biết lắng nghe em nói. Được không bạn? Bạn thấy hợp lý không? Hợp lý, đó là những người đàn ông tốt thì sẽ vậy. Em nghĩ em có thể đó, em là đáp ứng được nhu cầu của anh. Có thể thì tôi xem thử xem có thể hay không. Chào bạn. Chào bạn. Sao chớp dữ vậy anh? Chào anh. Bất ngờ đối với tôi. Hồi nãy bên kia anh là nghĩ khác và qua bên đây anh nghĩ khác. Bạn rất là xinh. Nhưng mà rất là đầm thấy rất là đầm thắm và rất là vững chạc. Tôi xin hỏi là lúc bạn yêu thầy đó, bạn có nói thầy lần nào cho thầy biết không? Dạ không ạ, em luôn giấu cảm xúc trong lòng. Tại sao mình yêu người ta mình không dám nói? Tại vì em là học trò thôi ạ. Thầy em quá hạnh phúc. Và hôm nay anh nghĩ rằng bạn bên đây giá như hạnh phúc được như thầy. Chúc mừng bạn. Rất là dễ thương bạn. Phải nói là ấn tượng. Xin phép em, chị xem trước người bạn trai bên này coi được hay không, rồi chị sẽ chia sẻ thông tin với em. Chị cũng rất là ái ngại và lo lắng cho em. Chị sợ anh Quyền Linh ảnh nổ đó. Nhiều khi không phải vậy mà anh cứ nói vậy. Sao nãy giờ ngồi mà không bỏ cái ba lô xuống đi trời, giữ của giữ vậy. Trời ơi, cứ ôm cái vỏ hoài à. Biết đâu được, đây là một cái đức tính tốt, giữ của cho gia đình. Đôi lúc mình phải buông cái này ra, nó nhẹ là mình tay mình mới ôm bạn gái được chứ, cái gì vậy đeo trên vai vậy rồi sao? Cái vỏ quan trọng hơn bạn gái. Nhưng mà nói chung là một cái vóc dáng rất là văn phòng. Cũng có vẻ thầy giáo lắm. Rất là trí thức, rất là thầy giáo. Nhưng mà không biết bên đây có còn thần tượng thầy giáo nữa hay không. Đó là chuyện của ngày xưa ấy thôi nha. Trời ơi, nói chung là như vậy. Theo chị nghĩ là cũng phù hợp với em. Theo chị nghĩ là rất là phù hợp với em. Anh Linh ơi, mình đừng làm mất thời gian rồi của các bạn đó, anh Linh à. Chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau, nói chuyện với nhau, nói những gì mà chúng ta thích nói. Và 2 phút chúng ta sẽ quyết định có đồng ý hẹn hò hay không. Mời chiếc màn kéo lên. Bye bye. Và 2 phút bắt đầu. Em hay thường đi du lịch lắm hả? Dạ không, đấy là em thích đi du lịch thôi ạ. Vậy em có thường hay đi du lịch không? Cũng ít ạ. Nãy giờ anh nói chuyện anh thấy em thế nào? Em xinh quá. À.
Còn bạn gái thấy bạn trai thế nào? Anh xinh quá. Anh đẹp trai quá. Có một cái hình dáng nào giống giống như thầy giáo của em không? Cũng giống là có đeo kính á. Kêu anh bỏ cái ba lô xuống coi thử anh bỏ không. Chúng ta còn một phút nữa. Nhanh lên. Em thường hay giờ em hay gặp bạn bè không? Hay đi. Có cuối tuần em thường đi chơi với bạn bè. Hết thời gian. Hết giờ. Hai bạn này rất là từ tốn, rất là chậm trễ. Hai bạn cứ nhìn nhau không biết nói gì hết. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ, chỉ có 3 giây thôi. Trong 3 giây chúng ta quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Bây giờ mời hai bạn đặt tay ra phía sau ghế. Đó, có một cái đây, nút đỏ. Nếu nút các đỏ bạn đây. Nhấn nút có nghĩa là các bạn đồng ý hẹn hò, và không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò. Không hẹn hò. Và bây giờ 3 giây bắt đầu. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Tôi cũng đang lo lắng bởi vì khi vừa hết thời gian thì bạn mới bấm. Tại sao lại như vậy hả bạn nữ? Tại em ấn mãi cái nút mới đỏ. Lý do tại sao bạn đồng ý nhấn chuông? Em cảm thấy anh ấy cũng là một người chân thành ạ. Chân thành. Bạn nam? Dạ em thấy bạn gái rất là dễ thương và tính cách cũng thấy phù hợp với em. Tôi chắc rằng một cái con đường tương lai rất tốt đẹp đang chờ hai bạn. Một chiếc vé xem phim dành cho hai bạn của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mong rằng hai bạn sẽ có một buổi xem phim thật vui, thật hạnh phúc. Thôi, mời hai bạn. Mời hai bạn nắm tay nhau, chúng ta cùng đưa nhau đi xem phim. Nắm tay nhau. Bỏ cái thang, bỏ cái vé xuống từ 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 từ. Rồi, nắm sao giống méo quá vậy. Nắm chặt lại. Mời hai bạn. Thôi dìu xuống cầu thang nữa kìa. Anh ơi, cặp này rất là từ tốn. Cặp này mà dắt nhau đi du lịch chắc ta đi hết trơn rồi. Hai đứa còn lò tò từ từ phía sau đi vậy đó anh. Dễ thương quá. Chậm lắm. Hy vọng tình yêu sẽ đến với hai bạn ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chào đón cặp đôi thứ hai đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của chúng ta ngày hôm nay. Kéo rèm xuống. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về phía sân khấu và chào đón bạn nữ của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Mời bạn.